cảm giác là cái làn da mình thay đổi rất là rõ rệt. Trước là mình có hai cái rãnh rất là sâu, mình cảm thấy là rất là tự ti khi ra ngoài đường ấy. Nhưng mà từ hồi mà làm xong thì mình thích soi gương nhiều hơn ấy. Và cái cảm giác là cái rãnh của mình nó mất hoàn toàn, cảm giác rất là vui. Hay là còn thêm cái vần da của mình thì mình thấy săn hơn, và phần mắt của mình thì cũng thấy cao hơn chút. Dạo này mình thích soi gương nhiều hơn thì phải á, thì mình thấy mình xinh hơn rất là nhiều. VV Thanh Mai, và cảm ơn các bác sĩ đã tận tình làm cho mình á. Lúc mình làm bác sĩ cũng rất là tận tình, nên mình rất hài lòng với VV Thanh Mai. Và nếu như các bạn muốn chăm sóc cho cái làn da đẹp khỏe từ bên trong, hơn 10 tuổi sau một giấc ngủ trưa, ngay lập tức mọi người hãy cùng đến VV Thanh Mai, thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á Thái Bình Dương. BB Thanh Mai luôn đi đầu trong suốt 23 năm qua trong lĩnh vực làm đẹp dưới sự điều hành của thạc sĩ kinh tế MC Thanh Mai. BB Thanh Mai vinh dự nhận được vô số các giải thưởng như thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á Thái Bình Dương, thẩm mỹ viện sở hữu nhiều ca trẻ hóa da hiệu quả nhất khu vực,